Thưa quý vị, tham dự buổi lễ kỷ niệm 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cơ chế chính sách phải thông thoáng, hạ tầng phải thông suốt và quản lý phải thông minh. Chính sách thông thoáng sẽ huy động mọi nguồn lực trí tuệ dành cho phát triển. Hạ tầng thông suốt sẽ giúp giảm chi phí, tạo không gian phát triển mới và quản lý thông minh sẽ đỡ lãng phí thời gian, phòng chống tiêu cực. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, từ một câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ được thành lập với 15 hội viên ban đầu, đến nay Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có chi nhánh tại 63 tỉnh, thành phố, tập hợp gần 19.000 hội viên. Hoạt động của hội đã đạt được nhiều thành tựu, khẳng định là một trong các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp uy tín, có tầm ảnh hưởng tốt đẹp không chỉ đối với cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp mà còn đối với xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chào, lời thăm hỏi, lời chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới các doanh nhân trẻ và phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam. Thủ tướng dành nhiều thời gian điểm lại những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó có đóng góp của đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam. Dòng chảy 30 năm của phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam đã hòa nhập dòng chảy hào hùng của đất nước. Thủ tướng khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục cụ thể hóa, triển khai chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực, phát huy vai trò chính phủ kiến tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh. Chính phủ mà tạo mọi cái điều kiện thuận lợi cho người dân về cái điều kiện để sản xuất, kinh doanh, phát triển. Tóm lại, phải làm sao đẩy mạnh được 3 cái đột phá chiến lược. Trong đó có vấn đề thể chế, trong đó có hạ tầng, trong đó có nguồn nhân lực. Và 3 cái việc này thì doanh nghiệp, doanh nhân đều cần, trong đó có doanh nghiệp trẻ. Doanh nghiệp trẻ cũng cần có một cái thể chế phù hợp, cái hạ tầng để hoạt động. Doanh nghiệp trẻ cũng cần có nguồn nhân lực để chúng ta thực hiện các cái ý tưởng của mình. Tóm lại, cơ chế chính sách thì phải thông thoáng, hạ tầng thì phải thông suốt, mà quản lý thì phải thông minh. Thủ tướng nêu rõ chúng ta xác định phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu, từ đó thúc đẩy những lĩnh vực cần tập trung phát triển như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. Thủ tướng đề nghị các doanh nhân trẻ luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Chính phủ để cùng thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh nội sinh, tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm của thế giới phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đất nước ta. Cùng với đó là thực hiện hiệu quả nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.